Đại Tân Hà gia đình Hương Ninh, làn gió xiên đội trưởng phụ trợ đi, xiên bí thư phụ trợ quảng, xiên bản tử mừng nữa mà in má muộn mưa cao mưa đong sóng lúc sóng lán hao mưa ní, chân khổ phố nhà ta nay sóng phái gia đình khói kinh phải đồng bản đầm mương, hết để lái pi ma, hết để lái khẩu hải hóm, hết để lái khẩu na xếp nhằm đinh đinh bột lún, nhằm nắm nắm bột khuôn, trang xính đầy lúc nói, dù pha dù xếp bơn cầu cầu bơn tem, cầu bơn tem trong ma kinh khẩu cầu bơn phá trong ma kinh nông, sơ nắn phỏ trăng liếng trăng súng mẹ trăng tùng trăng nhau phiên lung phiên bà trăng mả phiên phỏ phiên mẹ nạ hơn phụ sai tuổi xếp xám trăng hú bao pi phụ nhinh tuổi xếp xì trăng hú hệt sáo đại khom nhinh khom sai sai trăng sư trăng há đại khom bao khom sáo sáo trăng đất sáo phỏ sáo mẹ sơ nắn phỏ mẹ trăng hấp trăng thanh trăng ao hết lúc hết tàu tê hóa tê sơn trên khom nít sống phái gia đình trăng ao mứ xếp hốc bơn xám là mưa bên bơn đi tổ chức mưa cao mưa đong hào phố mía sống lúc sống lán hâu đẩy bên phố bên mía chứ không một lúc một lán dù tháng ban tổ chức chương trình khôi nhanh đẩy khoam cao khoam mơi gia đình mơi mà ỉn má muộn mà tăng nà gia đình thế nhưng mà lán chỉ xó cá mơi phụ bên ải bên em phụ bên nóng bên thị phụ bên lúc bên lán thì nóng dù bản tử khỏi chung mưa căn khẩu ma lung canh ao dù bản nứa khỏi chung mưa mà tử ải canh em dù bản nơi khỏi chung mưa căn khẩu ma cuồng phong ra bài thế đừng mà lán chỉ số cá mơi phổ mẹ canh sủ khôn hào dù nọc phong căn khẩu ma cuồng phong dạp bài nàng bòn xóm sân chầu kín khảo kín ngai hay lầu chúc mừng hào phú miên sống lúc sống lán hầu đầy bên phú bên bia đầy hạnh phúc môn ý nữa nóng quỷ nữa. Cô dâu huyền hậu sẽ đi cùng với chú rể tài ba Minh Trường tại mảnh đất bản Pang héo yêu dấu của chúng ta. Bao lần nữa tôi hát tài kích truyền lời mời thay gia đình hiếu duyên thì thiết lý năng cương ngộ yêu nhau thì nên nghĩa tình vợ chồng mà tình vợ chồng là hai chữ thiết tha mà đúng là hoa đến kỳ thì hoa là phải nở đo đây bàn đo phải sang sông em đến duyên em phải lấy chồng mà lấy chồng lấy vợ là một quy luật tất nhiên tạo hóa con người đặt ra mà cô dâu và chú rể chúng ta cũng tính đến ngày hôm nay cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã đong đầy đủ năm đủ tháng cũng đã đủ tiền đủ gạo đủ đào làm chồng đủ công làm vợ và đủ cả chữ nợ lấn chữ duyên mà cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã chọn ra được ngày thật đẹp và tháng được lành và năm được tốt đó là ngày 18 tháng 10 năm 2024 tức là ngày 16 tháng 9 năm Giáp Thìn tại mảnh đất bản Pang héo yêu dấu của chúng ta một lần nữa cho khách tài và anh Dương thay lời cho gia đình trân trọng kính mời chúng ta quay ngay chân và giải bước vào cánh cổng hoa hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta đã để chúng ta quay chuẩn cho nhau những chỗ ngồi và cái ngồi ưng ý nhất thoải mái nhất tốt nhất của mình đi ạ trân trọng kính mời quý vị ạ. Dạ vâng kính thưa tất cả quý vị thân mến, cho phép ban tổ chức của chúng tôi xin được tiến truyền lời mời tới chú rể và cô dâu cũng như là những đấng sinh thành của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ chuẩn bị trở về phía trung tâm sân khấu để làm lễ ra mắt với tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, chúng ta đang được sống trong một mùa thu. Mùa thu, mùa của muôn loài, hoa lá, cỏ cây thay áo mới. Mùa của những đêm trăng vời vợi soi sáng cả dòng sông. Và cũng là mùa của những đôi uyên ương kết tóc xê xuyên thành vợ nên chồng. Trải qua bao nhiêu tháng trời trong, bao nhiêu năm mỏi mòn, mong nhớ nhớ mong thì chú rể Minh Trường cũng đã nói lên được lời hẹn ước. Huyền hậu ơi, bản Pang héo mình là đất làm ăn, cho anh trồng kẽ cây trầu nằm bên, bao giờ trầu mọc lớn lên cho anh lên bên đó đón em về làm dâu. Và bây giờ dây trầu đã quấn chặt lấy nhau, tình yêu của đôi bạn trẻ trước sau đã về chung một nhà. Đó cũng chính là lý do mà ban tổ chức của chúng tôi cũng như là toàn thể quý vị đã trở lại với quê hương bản Pang héo, xã Chiêng Phan, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để cùng chung tay nối nhịp cầu duyên cho cô dâu và chú rể được nên vợ nên chồng. Vâng kính thưa tất cả quý vị thân mến, ở độ tuổi này thì trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng, đó là một quy luật tất niên của cuộc đời. Và để rồi qua tình yêu tuổi trẻ khát khao và cháy bỏng, như có một chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, như có một ánh sáng hào quang, như có một tình yêu cao sang, tình yêu mạnh mẽ. Dù ngày mai còn gian nan vất vả thì đôi bạn trẻ vẫn không quản ngại chi, vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính đến với một tình yêu chung thủy. Và để rồi em về thư với mẹ cha, mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho mình lấy ta, ta về với mình để đêm trăng tình núi hiền hòa, tình yêu của đôi bạn trẻ thật sự đẹp như ánh bình minh.
Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vậy thì trong giờ phút này đây thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ không để toàn thể quý vị phải đợi lâu hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tạm gác lại đôi đũa nhỏ bé xinh xắn yêu dấu của mình và cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về phía cổng hoa hôn trường cưới để cùng chào đón cặp đôi uyên ương tuyệt vời nhất, dạng người nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là cô dâu Huyền Hậu sẽ duyên cùng với chú rể Minh Trường ạ. Ngày nào vui còn gái quốc, không giờ nào đẹp bằng không giờ để đôi. Với ngày hôm qua thì chú rể vẫn còn nằm một mình, mà hôm nay chú đã có người tình nằm bên. Mà hai ngày hôm qua thì cô dâu vẫn còn nằm ngủ với U, mà hôm nay cô đã phải xa U mất rồi. Vậy là sau nhiều thời gian tìm hiểu quen biết yêu thương nhau, tình yêu đó là của đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vậy thì trong giờ phút này đây đang hiện diện tại trung tâm sân khấu của chúng tôi, đó chính là cô dâu Huyền Hậu sánh diện cùng với chú rể Minh Trường. Toàn thể quý vị thấy cô dâu và chú rể của chúng tôi có đẹp đôi không ạ? Có đẹp đôi không toàn thể quý vị ơi? Đẹp đôi một trang gọi tay thật lớn được không ạ? Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, đúng là đây thì cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã có mặt trên lề đình yêu của cô dâu và chú rể rồi. Một lần nữa, Tâm Hích Tài và anh Dương trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp và chú rể tài ba chúng ta hãy cúi đầu thật sâu để kính chào quý chúng ta đi, cô dâu chú rể ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, việc gặp vợ dựng chồng cho con không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà đó còn bổn phận trách nhiệm của những đấng sinh thành. Bởi lẽ trong cuộc đời này, những bậc làm cha, làm mẹ đã dùng cả cuộc đời mình để hy sinh, lo lắng, tạo thần vì con cái. Quả đúng như câu nói, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và có một ngày vui, một ngày hạnh phúc như ngày hôm nay thì cô dâu Huyền Hậu cùng với chú rể Minh Trường không thể nào quên được những công lao to lớn của những đấng sinh thành. Sau đây thì ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời những đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ của cô dâu và chú rể cũng sẽ cùng nắm tay nhau, cùng nhau di chuyển về trung tâm sân khấu để làm lễ ra mắt với hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Chính là những đấng sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ của chú rể. Đó là đấng chú rể và con lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Và đang đứng ở bên phía tay phải của cô dâu lúc này đây, đó cũng chính là những đấng sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ của cô dâu. Đó là đấng cô dâu khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy thì trong giờ phút này đây, với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, một lần nữa cho phép đại gia đình của chúng tôi xin phép được ra mắt và dành một cúi chào thân thương tới toàn thể quý vị để thay lời cảm ơn nữa. Xin mời một cúi chào nữa đi nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong giờ phút này đây thì với sự hiện diện đông đủ của hai bên gia đình rồi thì hai bên gia đình của chúng tôi đều là con của người dân tộc Thái thôi, và MC cũng vậy, MC là con của những người dân tộc Thái thôi. Thì vậy trong giờ phút này đây, cho phép MC Ánh Dương có đôi lời tiếng Thái gửi đến cô dâu và chú rể cũng như là gửi đến hai bên gia đình. Trên đi nọ khoan cốc khấy bạc, gió khỏi đầy sồn mốc thốt trăng, tổn hạp chắp chôm, xung phỏ xung mề, khắp trùng mù, ải nóng ho hang, bản song công khẩu, phong căn mi nả, khu ta mà nỉ mư ni. Trên lỏ khảm nắm là thức hóa mi khúa, ảo phúa ảo mi, thức hóa mi sư, mi lam, nú trắng bay xuất sọc, học trắng bay xuất neo, phun phá lan, ban phá lửa, gió hắc nặng xuân thanh, gió phanh nặng khoam bao, đầy khoam nóng trắng đất sơ, ải ao, đầy khoam bao khoam sáo, trắng đất sơ พ่อซะแม่ฉะนั้นพ่อแม่จังได๋สัตตูดูมื้อมื้อสันดีมาเจ้ามื้อเฮาดีมาคนดาลำแกงดีหลายเจ้าของร้านสิซอยชมเบิ้งหากปู่ย่าตานายสองฝ่ายญาติงจูเฒ่าจูแกบอกลูกสอนร้านไปให้หลานชมน้องอาไปหน้าหลานชมฝีป่าเฮ็ดโหลทกคาแทนหาญาหยังเฮ็ดคนดีจังมีหนาวฟ้าจังคุ้มแถวเฮ็ดลงไปสองมือสิซอยชมเบิ้งหากผัวเมียสองน้องหักกันหันเฒ่าผมแดงแฟงกันหันเฒ่าผมดอนหักกันหันเฒ่าไม่ไล่ป่องเดียวเป็นโดยเป็ดญากาเป็นโดยป้าญาไปเป็นผัวเป็นเมียหักกันหันเฒ่าSavannah.
Lúc này thì cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã có mặt trên đây là tình yêu của cô dâu và chú rể rồi. Và bố mẹ của cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã có mặt đông đủ ở trên cái này tình yêu của cô dâu và chú rể rồi. Và lúc này cho anh Tài xin được nói đôi lời cùng với cô dâu và chú rể rằng cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã vượt qua hàng nghìn dòng sông, mà cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã vượt qua hàng nghìn kênh mương, đã đến với nhau, đã đến với một tình yêu chung thủy son sắc. Và để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình cưới ta, anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta cưới mình, với mình lại với ta, đẹp chưa đến lứa mặn mà thông gia. Mà đúng là hôm nay đây, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của ban chính quyền xã Trường Pan, bản Pan Héo của chúng ta. Và lúc này đây, anh Dương ơi, chúng ta không phải chờ đợi lâu hơn nữa, mà lúc này đây chúng ta đã công bố đại lễ phu quy cho cô dâu Huyền Hậu. Sánh duyên cùng với chú rể Minh Trường. Chú rể Minh Trường sánh duyên cùng với cô dâu Huyền Hậu, xin phép được chính thức bắt đầu. Xin quý vị được một tràng hoan tay lần lớn đến quý vị ơi. Quý vị thân mến, vậy là buổi lễ vu quy của cô dâu Huyền Hậu sánh duyên cùng với chú rể Minh Trường cũng đã chính thức được bắt đầu rồi. Vậy thì trong giờ phút này đây, một lần nữa thì ban tổ chức của chúng tôi rất mong sự được sự đóng góp nhiệt tình đến từ toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về phía trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút tuyệt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của hai bên gia đình sẽ dành tặng cho chú rể và cô dâu. Đầu tiên thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiến lên một bước như nào. Xin mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau để chúng ta sẽ đến với tiết mục trao nhẫn cưới. Vâng ạ, trong giờ phút này đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về phía sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút tuyệt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu Huyền Hậu cùng với chú rể Minh Trường. Đó chính là chương trình trao nhẫn của cặp vợ chồng. Xin được trân trọng kính mời chú rể Minh Trường trước nào. Dạ vâng, ngày xưa thì chú rể Minh Trường cũng ước gì trao nhẫn cỏ, trao tay cho cô dâu Huyền Hậu. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú rể Minh Trường cũng có nhẫn bạc kim cương để trao nhẫn cho cô dâu Huyền Hậu. Và kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta luôn vui như chim sẻ và luôn khỏe như đại bàng, và dịu dàng như chim sâu và sống lâu như gà điều. Và kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta bằng giờ năm tới sẽ có một cháu nhỏ để bùng vào bế ra. Vâng ạ, và để tiếp chương trình xin mời cô dâu sẽ thực hiện tương tự với người chồng thân thương của mình và đeo vòng nhẫn cưới vào ngón tay áp út nơi mạch máu con tim chảy xiết. Vâng ạ, nhẫn này là tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể sẽ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu sẽ quay mặt về phía toàn thể quý vị và chúng ta sẽ cùng giơ hai bàn tay đeo nhẫn của mình để khoe với toàn thể quý vị nào. Toàn thể quý vị một tràng quay tay thật lớn cho cô dâu và chú rể của chúng tôi được không ạ? Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, tiếp chương trình thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với chương trình trao quà của hai bên gia đình sẽ dành tặng cho chú rể và cô dâu của chúng tôi. Món quà đầu tiên sẽ đến từ bên phía phái đoàn gia đình họ nhà trai. Món quà thứ nhất sẽ đến từ bố mẹ của chú rể. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể nào sẽ có những món quà của mình dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Hết sức ý nghĩa và yêu thương dành tặng cho cô dâu Huyền Hậu và chú rể Minh Trường trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đo được tình mẹ, sóng biển chập trùng không phủ kín công cha. Công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sớm năm tối về cho con món quà nhỏ tấm lòng son, bố mẹ tặng để con nuôi dưỡng sau này. Nếu sinh được một gái một trai, nuôi dạy thành tài cho bố mẹ được vui. Một lần nữa cho anh Tài thay lời cho cô dâu Huyền Hậu, xin cảm ơn bố mẹ của chú rể cũng có món quà tặng cho cô dâu Huyền Hậu của chúng ta. Và
đến từ mẹ nuôi của chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời mẹ nuôi của chú rể nào sẽ trở về phía sân khấu để dành tặng những món quà của mình cho cô dâu và chú rể nào. Dạ vâng, một lần nữa cho anh Tài và anh Dương trân trọng kính mời mẹ nuôi của chú rể là bác Xuân cũng có món quà tặng rất ý nghĩa cho cô dâu xinh đẹp huyền hậu của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta xin được một tràng hoan tay thật lớn và thật to để cổ vũ tinh thần cho bác Xuân của chú rể chúng ta đi ạ. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, vậy trong giờ phút này đây đang hiện diện trên trung tâm sân khấu của chúng tôi đó chính là mẹ nuôi của chú rể là mẹ Xuân. Vâng ạ, mẹ Xuân có một món quà hết sức ý nghĩa và yêu thương dành tặng cho cô dâu và chú rể, đó là một chiếc vòng bằng vàng 9 con chim. Thay lời cho chú rể và cô dâu, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mẹ nuôi của chú rể là mẹ Xuân. Xin được kính chúc cho mẹ sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc, nhiều thành công trong cuộc sống. Một tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị nữa được không ạ? Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Sau vâng, một lần nữa thay thay lời cho cô dâu hiền hậu, xin được cảm ơn mẹ Xuân rất là nhiều và kính chúc cho gia đình mẹ Xuân càng ngày càng là phát đạt, mạnh khỏe hơn nữa. Vâng, vừa rồi toàn thể quý vị chúng ta đã được chứng kiến bên gia đình họ nhà trai của chúng tôi trao quà cho cô dâu và chú rể rồi. Và trong giờ phút này đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với chương trình trao quà đến từ bên phía gia đình họ nhà gái. Món quà đầu tiên sẽ đến từ bố mẹ của cô dâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong giờ phút này đây toàn thể quý vị chúng ta đang được chứng kiến mẹ Hoa là mẹ của cô dâu đang chỉnh tay của mình đeo lên tai của cô dâu một đôi hoa tai bằng vàng 9 con 9 rất là tuyệt vời. Chúng ta có câu nói rằng ơn dưỡng dục muôn đời ghi tạc, nghĩa sinh thành không thể nào quên. Mong sao con được đáp đền, xứng danh rể thảo đẹp tên dâu hiền. Thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được lời cảm ơn chân thành nhất tới bố ngoãn mẹ Hoa cũng đã có những món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho cô dâu và chú rể. Món quà thứ hai đến từ bà cụ của cô dâu ạ. Xin được trân trọng kính mời bà cụ của cô dâu nào. Dạ vâng, một lần nữa thưa anh Tài trân trọng kính mời bà cụ của cô dâu cũng có món quà tặng cho cô dâu và chú rể chúng ta. Dạ vâng, bà cụ rất tuyệt vời ạ. Cũng có món quà đó là đôi bồng đeo tay cho cô dâu hiền hậu xinh đẹp của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta xin được một tràng hoan tay thật lớn đi quý vị ơi. Vâng, thay lời cho bà cụ, thay lời cho cô dâu huyền hậu cùng với chú rể Minh Trương, xin được thay lời cảm ơn chân thành nhất tới bà cụ của cô dâu rất nhiều. Chúc bà sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Và món quà thứ ba đến từ bà nội của cô dâu. Bà nội của cô dâu ạ, xin được trân trọng kính mời nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vậy là đang hiện diện tại trung tâm sân khấu của chúng tôi lúc này đây, đang hiện diện tại trung tâm sân khấu đó là bà nội của cô dâu đang có một chiếc dây chuyền vàng bạc dành tặng cho chú rể Minh Trường. Thay lời cho chú rể Minh Trường và cô dâu Huyền Hậu, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bà nội của cô dâu rất là nhiều. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, đó là anh Tài, nhà anh Tài cũng phục vụ dạp cưới tại mảnh đất Yên Châu của chúng ta và MC anh Dương cũng thế. Và rất là hôm nay là rất là tuyệt vời là cô dâu Hiền Hậu và chú rể Minh Trường chúng ta nhận được món quà, rất là nhiều món quà từ phía bố mẹ của cô dâu và bố mẹ của chú rể và tất cả anh chị em cô dì chú bác tặng quà cho cô dâu xinh đẹp Hiền Hậu đến tiếp cùng với chú rể anh Trường tài ba của chúng ta. Và món quà thứ tư đến từ vợ chồng cô chú Nguyễn Nga, xin được trân trọng kính mời vợ chồng Nguyễn Nga đến từ Ninh Bình ạ. Một quà tặng rất ý nghĩa cho cô dâu Hiền Hậu của chúng ta. Và một lần nữa thì ta xin được một tràng hoan tay thật lớn đi quý vị ơi. Thay lời cho cô dâu Huyền Hậu cùng với chú rể Minh Trường, xin được lời cảm ơn chân thành nhất tới vợ chồng cô chú Nguyễn Nga rất là nhiều. Xin được kính chúc cho vợ chồng cô chú Nguyễn Nga sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Và món quà thứ năm đến từ vợ chồng bác Đoàn Hồi ạ.
vợ chồng bác Đoàn Hồi đang ở đâu nào? Hãy trở về phía sân khấu để dành tặng những món quà cho cô dâu và chú rể đi. Và Quy ơi, cái tay Quy, vỗ tay cho bác Huyền Hoàng chúng ta đi ạ. Thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang được chứng kiến bác Đoàn Hồi trở về phía trung tâm sân khấu để dành tặng món quà cho cô dâu và chú rể. Thay lời cho của cô dâu Huyền Hậu và chú rể Minh Trường, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vợ chồng bác Đoàn Hồi rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vừa rồi toàn thể quý vị chúng ta đã được chứng kiến những giây phút tuyệt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của hai bên gia đình rồi. Vậy thì trong giờ phút này đây, cho phép Ánh Dương xin được trân trọng và tiến triển lời mời tới bác đại diện của nhà gái sẽ trở về phía trung tâm sân khấu để có đôi lời tâm tư tình cảm gửi đến toàn thể quý vị, cũng như là có lời trao dâu cho bác đại diện gia đình họ nhà trai. Dạ vâng, bác đại diện của bên nhà trai là bác Vinh ạ. Xin được trân trọng kính mời bác đại diện gia đình họ nhà trai là bác Bình ạ. Cụ hãy nhanh chân và để bước thì lên khán đài hoa hạnh phúc để trao, để nhận dâu đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Hai bác đại diện sẽ trở về phía sân khấu để cùng có đôi lời tâm tư tình cảm, cũng như là có đôi lời cho dâu nhận rể. Quý vị thân mến, vậy là đang hiện diện tại sân khấu của chúng tôi lúc này đây, đó là hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình. Vậy thì trong giờ phút này đây, cho phép Ánh Dương xin được trân trọng kính mời bác đại diện gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời tâm tư tình cảm, cũng như là có đôi lời trao dâu với bác đại diện gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ, thanh niên, hai cháu Hậu và Trường được sự đồng ý của hai bên gia đình và cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai cháu chính thức nên vợ nên chồng. Hôm nay đại lễ Vu Quy, hôm nay các cháu chính thức thành vợ thành chồng, thành rể của họ nhà gái chúng tôi, và cháu Hậu thành dâu của họ nhà trai các ông các bà. Trong ngày lễ Vu Quy hôm nay, tôi xin phép thay mặt họ nhà gái xin cảm ơn sự hiện diện của các ông, các bà, các anh, các chị, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ, thanh niên, bà con hai bên bốn họ. Xin chúc các cô, các ông, các bà sức khỏe, hạnh phúc, và xin giao cháu Hậu cho gia đình nhà trai, cháu chính thức thành dâu của họ nhà trai. Và cũng mong rằng các ông, các bà bên họ nhà trai bảo ban cháu thành dâu hiền, và bên họ nhà gái chúng tôi cũng luôn luôn bảo ban cháu Trường để thành rể thảo của gia đình nhà gái chúng tôi. Vậy tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô, các ông, các bà và bạn bè nam nữ thanh niên có mặt tại hôn trường ngày hôm nay, và xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho tình thông gia hai nhà đời đời bền vững. Xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là những lời phát biểu thì rất ngắn gọn nhưng mà trọn vẹn nghĩa tình đến từ bác đại diện gia đình họ nhà gái. Vâng ạ, bác đại diện gia đình họ nhà gái đã có đôi lời trao dâu cho bên bác đại diện gia đình họ nhà trai rồi. Vậy thì trong giờ phút này đây, xin được trân trọng kính mời bác đại diện gia đình họ nhà trai cũng sẽ có đôi lời tâm tư tình cảm gửi đến toàn thể quý vị, cũng như là có đôi lời xin dâu đến từ bác đại diện gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, bác đại diện bên nhà gái chúng ta cũng có đôi câu phát biểu rất là tuyệt vời, làm cho bác trưởng đoàn và phó đoàn bên nhà trai chúng ta đứng ngồi không yên được nữa. Một lần nữa cho phép tài trân trọng kính mời bác đại diện bên nhà trai ạ. Siêng phỏ, siêng mẹ, siêng ải, siêng em, siêng ải, siêng nóng, nóng phỉ lung ta nhưng sáu bản tử xá nữa. Siêng bản đắc mương cây, mưa ní, có mưa đi, mưa phú quý hở sóng lán, hậu và lán trường. Con nhất vinh dự lần đầu tiên, sáu phê ấp,
nhất tâm tả giả ơn nông phi bản tờ bản nữa bản đắc mương cây ải im mặc khỏe tươi mênh bài nà lưng lưng hả lái đó đơ sống ma hả chúc hả phóng bươi mía nói bên đôi bếp nhà bay bên đôi cây đôi chía bên hết búa hết mía hết đơi hán thầu xin chúc xin chân tỏ cảm ơn. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi là những lời phát biểu đến từ bác đại diện gia đình họ nhà trai. Vâng ạ, gia đình họ nhà trai đã có đôi lời tâm tư xin dâu cùng với bác đại diện gia đình họ nhà gái rồi. Và trong giờ phút này đã xin mời hai bác đại diện chúng ta sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để thắt chặt tình thông gia đi nào. Và ban lễ tân của đại gia đình sẽ giúp MC rót hai chén rượu để cho hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình sẽ uống rượu cùng nhau đi nào. Dạ vâng, một lần nữa cho anh Tài và anh Dương thay lời cho hai gia đình thông gia của anh Ngoán và anh Việt. Chúc là kính chúc cho hai bác đại diện của hai bên gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào và hạnh phúc ạ. Xin chúc cho bác đại diện của chúng ta hẹn gặp lại bác hai bác đại diện trong buổi trưa ngày mai ở bản Tát Héo nữa. Vâng, tay trong tay nào, sẽ cùng cắt những lát cắt trên chiếc bánh. Lát cắt đầu tiên thể hiện cho sự nền móng vững chắc của tình yêu, và lát cắt thứ hai thể hiện cho sự thuận hòa viên mãn trong tình yêu, và lát cắt thứ ba tượng trưng cho hạnh phúc và gia đình. Vâng ạ, bánh này là bánh phu thê, tình trao thắm thiết ta về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sức màu tình yêu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ quay mặt vào nhau và trao cho nhau những vị ngọt trên chiếc bánh ngày hôm nay đi nào. Xin mời chú rể sẽ lấy một ít bánh kem, một ít bánh kem cho cô dâu đi nào, để cùng thưởng thức những vị ngọt ngày hôm nay là tình yêu, là hạnh phúc và đám cưới của... Lấy ít thôi chú rể ơi, lấy ít thôi, một ít thôi. Vâng, tiếp chương trình xin mời cô dâu nào. Có để đoạn này thì camera của chúng tôi đang ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, thì xin mời chú rể sẽ làm lại nhá. Chú rể sẽ dạ vâng ạ, quý chúng ta có hướng mắt lên khán đài hoa hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta đi ạ. Camera sẽ quay lại nhá. Xin mời chú rể nào sẽ lấy một ít bánh kem cho cô dâu thưởng thức vị ngọt của bánh trong ngày cưới đi nào. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả quý vị được không ạ? Tiếp mời, xin mời cô dâu nào cũng sẽ lấy một ít bánh kem cho chú rể thưởng thức vị ngọt của tình yêu, để minh chứng cho tình yêu của cô dâu và chú rể. Cô dâu và chú rể thấy có ngọt có ngon không ạ? Vâng ạ. Và để tiếp nối chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay trong tay di chuyển về tháp ly rượu tình yêu, để cùng nhau tay trong tay rót rượu hồng đi nào. Và sau đó chú rể sẽ mở khóa chai rượu, và chú rể sẽ dùng ngón tay cái của mình để bật nắp chai rượu lên đi nào. Và để đồng hành cùng với cô dâu và chú rể, rất mong tất cả quý vị chúng ta lại cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về phía sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút tuyệt đẹp nhất, hạnh phúc nhất nhỉ. Rất là tuyệt vời ạ. Vâng, xin mời. Vâng, lúc này đây trong hành tài và anh Dương trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai tay chung tay nhau rót ly rượu tâm panh của mình đi ạ. Dạ vâng, muối ba năm thì muối vẫn còn mặn, gừng chín đáng gừng vẫn còn cay, đôi ta tình nặng nghĩa đầy, thì dù đi xa nhau đang nhớ thì chúc cho con dâu và chú rể chúng ta ba vạn sáu ngàn ngày thủy chung đầy vui khi nguyện ước thành công, đầy vui chạy thừa dòng sông huy hoàng, hôm nay đẹp cả đôi nàng, đẹp duyên đẹp phận đẹp nàng với anh, và kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình miên mãn, ba đầu nghĩa phu thê. Quý chúng ta xin một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Vâng ạ, tiếp chai rượu thứ hai sẽ là của cô dâu nào. Xin mời cô dâu sẽ bóc tem chai rượu, chú rể sẽ để cho cô dâu nào. Chai này sẽ không lắc nữa nhé. Và cô dâu sẽ bóc tem chai rượu nào, mở khóa này. Và sau đó cô dâu sẽ dùng sức mạnh ngón tay cái của mình để bật nắp chai rượu. Bật được không ạ? Vâng ạ, rất tuyệt vời. Mỗi trong với tay thật lớn cho tất cả quý vị nữa được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Tiếp chương trình nào, cô dâu và chú rể sẽ rót lên 6 ly rượu của ban tổ chức đang để trên bàn cho cô dâu và chú rể sẽ rót lên 6 ly rượu để dâng lên những đấng sinh thành của hai bên gia đình. Xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ cùng nắm tay trong tay rót lên 6 ly rượu đi nào. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chúng ta có câu nói rằng
Rượu hồng thì rót nghĩa phui thê, hai tay ta rót cùng nâng ly nào. Rót cho má đỏ hồng hào, rót cho nghĩa tình giật rào thủy chung. Và rượu còn lại trong chai thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót lên thắp ly rượu tình yêu cho hết đi nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong giờ phút này đây, toàn thể quý vị chúng ta đang được chứng kiến cô dâu và chú rể họ đang tay trong tay rót lên thắp ly rượu tình yêu. Vâng ạ, suối rượu champagne màu hồng đang tuôn trào, những tình cảm nồng nàn thắm thiết của đôi bạn trẻ đang dâng tràn qua từng ánh mắt nụ cười. Trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách thì đôi bạn trẻ của chúng tôi họ vẫn có nhau. Và tiếp chương trình, xin mời cô dâu sẽ cầm hai ly rượu của mình để dâng lên những đấng sinh thành của chú rể, và chú rể sẽ cầm hai ly rượu của mình để dâng lên những đấng sinh thành của cô dâu đi nào. Và hai ly rượu còn lại sẽ là của cô dâu và chú rể nào. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cầm hai ly rượu của mình và sẽ trở về vị trí giữa trung tâm sân khấu đi ạ. Cho cô dâu và chú rể đứng giữa đi nào bố mẹ ơi. Vâng, xin mời hai bên gia đình, bố mẹ sẽ tiến lên một bước, chúng ta sẽ đứng hình vòng cung. Xin mời đi nào. Vâng ạ, và xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng cụng ly với nhau. Cùng chạy căn nữa em ơi. Vâng ạ, chúng ta cụng ly xong rồi thì sẽ trở về vị trí ban đầu đi nào. Và cô dâu chú rể sẽ tiến lên một bước và chúng ta sẽ khoác tay để uống rượu giao môi và để cùng uống rượu với toàn thể quý vị. Chuẩn bị đi nhá. Khi nào có hiệu lệnh hô của MC thì chúng ta mới được uống được không ạ? Nào bố mẹ, hai bên gia đình đã chuẩn bị, đã sẵn sàng để uống rượu với toàn thể quý vị chưa ạ? Đã sẵn sàng chưa? Xin mời bố mẹ sẽ dơ những ly rượu ra trước mặt để uống rượu cùng với toàn thể quý vị nào. Từ từ ạ. Dơ chén rượu ra trước mặt, dơ ly rượu ra trước mặt trước ạ. Toàn thể quý vị ơi, cho phép MC Ánh Dương sẽ làm cầu nối cho hai bên gia đình được không ạ? Cũng như làm cầu nối cho cô dâu và chú rể cùng với toàn thể quý vị được không ạ? Cho phép MC Ánh Dương hỏi là rượu trong hồ lô của toàn thể quý vị còn không ạ? Còn không ạ? Còn thì chúng ta hãy rót thật đầy ly rượu đi nào. Để cùng uống rượu với toàn thể quý vị đi nào. Cho phép MC xin những cánh tay có rượu của toàn thể quý vị được không ạ? Rượu đâu? Rất cao lên được không ạ? Đâu ạ, cho xin những cánh tay có chén rượu đi nào. Toàn thể quý vị ơi, rượu đâu? Chúng ta sẽ hô nhá. Chúng ta sẽ hô là 1, 2, 3 rô. 2, 3 uống, 2, 3 càn, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Cô dâu chuẩn bị nhá, cô dâu chuẩn gì chuẩn bị nào. Khi nào MC mời thì chúng ta sẽ uống rượu giao môi nhá. Đã tới đây quý vị ơi, được chưa, chuẩn bị xong chưa? MC ơi nhá, anh chị em ơi, rượu